Dạ, hello, xin chào tất cả các mọi người đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Sáng ngày hôm nay thì em cũng có một video mới cũng lên giới thiệu những cái dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em cho tất cả mọi người, cũng như là sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các khách hàng nha. Đầu tiên thì em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ nha mọi người nha. Facebook bên em là di động online thành phố. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage. Mọi người cũng có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage giúp em. Đây, Facebook bên em đây, còn có 17.403 người theo dõi nha. Trên này em vẫn đăng những video cho mọi người chọn máy trên này. Hoặc nếu mà mọi người muốn rõ nét hơn, xem máy rõ hơn thì cũng có thể là nhắn xem trực tiếp trên nền tảng YouTube, cũng là di động thành phố nha. Trên nền tảng YouTube thì bên em đang có hai kênh, đang sở hữu là hai kênh. Một kênh là di động thành phố điện thoại giá rẻ, đang có 101.000 người đăng ký. Và một kênh là di động thành phố đang có 35.000 người đăng ký. Mọi người cũng có thể đăng ký vào một trong hai kênh này để chọn những dòng máy mà mình thích nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105 nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu lỗi của từ nhà sản xuất. Phần mềm sẽ được bảo hành trọn đời máy nha. Bên em gửi hàng đi toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển. Tất cả các quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào thì bên em cũng gửi hàng được hết, và phí vận chuyển nó sẽ là 40.000. Và để tránh những cái trường hợp như là bom hàng cũng như là một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50.000 hoặc 100.000. Em nhận qua thẻ cào Viettel cũng được, hoặc là qua chuyển khoản ngân hàng cũng được nha mọi người nha. Và đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các khách hàng nha. Và chương trình khuyến mãi này thì áp dụng cho từ đây, ngày 24 nè, áp dụng đến hết tháng luôn nha mọi người nha. Chương trình này thì cũng giống như chương trình tặng tai nghe thôi. Tai nghe thì bên em sẽ giảm còn 50.000 và miễn phí vận chuyển. Thì chương trình đó đã kết thúc cách đây 2 ngày rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình tiếp, đó là sẽ bán loa chính hãng nha mọi người nha. Đây, những dòng loa Bluetooth chính hãng luôn. Những dòng này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 260.000 và phí vận chuyển của nó sẽ là 30.000, tổng cộng là 290.000 nha mọi người nha. Nhưng riêng cái chương trình khuyến mãi này thì bên em sẽ thanh lý cho mọi người luôn, sẽ giảm giá cho mọi người chỉ còn 150.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tức là nó sẽ rẻ hơn được 50% đó. Và được bao phí vận chuyển luôn nha mọi người nha. Đây là những dòng loa JBL. Đây là dòng loa chính hãng nha mọi người nha. Những dòng này bên em đang bán là 260.000. Thì bên trong thì nó chỉ có loa và dây cáp sạc thôi. Ngoài ra thì không có phụ kiện gì thêm, thì loa nghe nhạc thì lúc nào cũng vậy ha. Những cái dòng điện tử thì lúc nào cũng vậy, chỉ có loa và kèm thêm một dây cáp sạc thôi. Đấy. Những dòng này thì bên em hiện tại bây giờ em thanh lý từ bữa nay là ngày 24 nè, em sẽ thanh lý đến ngày 26 nha mọi người nha. Từ ngày 24 đến ngày 26 thì mọi người sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc và với mức giá là chỉ có 150.000 thôi nha mọi người nha. Đây, những dòng này nó sẽ có nhiều chế độ tinh chỉnh như là tăng giảm âm lượng qua bài nè, và chế độ mode để vào cái chế độ mà mở đài FM á mọi người. Đây, Bluetooth mode. Nó có kèm dây cho mình treo nha. Đấy. Thì khi mọi người kết nối, khi mọi người tìm nó thì rất là đơn giản, mình bật lên và mình tìm cái tên của nó thôi. Tên của nó sẽ là A005 nha mọi người nha, A005. Đấy. Đây là chế độ tắt đèn này, hoặc là tăng giảm âm lượng đấy. Chế độ mode để vào FM, nhưng mà FM thì mình phải độ cái cần ten thì mới vào FM được nha mọi người nha. Đấy. Còn không thì mình để nghe nhạc. Thì cái này nó có thể là kết nối Bluetooth nè, gắn thẻ nhớ nghe cũng được nè, có đèn báo bình nè, gắn USB nghe cũng được, và đây là dây đầu sạc của nó nha. Đấy. Những dòng này thì pin cũng khá là cao nha mọi người nha. Nếu mà nghe nhạc liên tục thì khoảng tầm 3 đến 4 tiếng nha mọi người nha. Cũng tùy vào âm lượng mình mở nữa. Đấy. Với mức giá của nó sẽ thanh lý cho mọi người, khuyến mãi cho mọi người với mức giá là 150.000 thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc nha mọi người nha. Tiếp theo nữa, như mọi người thấy ở đây thì cái hàng Galaxy Tab A7 Lite nha mọi người. Đây là Galaxy Tab A7 Lite, bên em nó là hàng mới 100% nha. Tab A7 Lite thì bên em sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen nha mọi người nha. Màu trắng và màu đen nó là hàng mới chính hãng. Mọi người sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng tại Việt Nam, tức là chính hãng Samsung Việt Nam nha. Dòng này thì mình bỏ SIM nghe gọi luôn, bên trong sẽ gồm có máy và kèm theo đó là một bộ sạc. Sạc của nó sẽ hỗ trợ là 15W, pin được 5100 và màn hình sẽ là 8.7 nha. Nó có chế độ siêu tiết kiệm pin, tức là mọi người cũng có thể là vừa xem phim nghe nhạc này nọ mà YouTube á, lên khoảng tầm 4 đến 5 tiếng, đó là mắc loa và mắc độ sáng nha. Còn nếu mà mình lâu lâu mình sử dụng thì em sẽ bao cho mọi người khoảng tầm 12 tiếng đấy. Còn riêng lướt Facebook thì khoảng tầm 6 7 tiếng liên tục nha. Riêng lướt Facebook thì cái này thì bên hãng người ta cũng đã thông báo cho mình rồi, và một số cấu hình đó thì mọi người cũng có thể là tham khảo trên Google đấy. Những coi này thì siêu tiết kiệm pin thì khỏi chê rồi ha.
Nó có khai sim, tức là mình bỏ sim mình nghe gọi luôn. Mình có những chỗ mà không có wifi thì mình cũng có thể là bỏ sim vào nghe gọi thoải mái nha. Đấy, bỏ sim vào sử dụng 4G nghe gọi thoải mái và được bảo hành lên đến là 12 tháng cho chính hãng nha. Thì những dòng này thì khi mọi người mua cũng có thể yêu cầu nguyên siêu về cho mọi người tự kích hoạt, hoặc bên em sẽ kích hoạt sẵn cho mọi người và cập nhật ứng dụng cho mọi người luôn nha. Với mức giá bên em bán ra nó sẽ là 3 triệu 300 ngàn. Dòng này thì nó sẽ là RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Dòng này thì nó sẽ mạnh hơn cái dòng X20, tuy là cái cây RAM và bộ nhớ của nó thấp hơn nhưng mà những con chip đời mới hơn, nó có thể chiến game được luôn nha mọi người nha. Với mức giá là 3 triệu 3 và khuyến mãi thêm mọi người mua kèm bao da, và bút cảm ứng thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá chỉ có 100 ngàn thôi nha. Riêng bao da bút cảm ứng mọi người mua bên ngoài thị trường không bao giờ dưới giá 250, em dám đảm bảo 100%. Đấy. Nhưng mà khi mua kèm máy bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người với mức giá chỉ có 100 ngàn thôi, thì là gồm có bao da và bút cảm ứng luôn. Tổng cộng đầy đủ phụ kiện của nó thì sẽ rơi vào là 3 triệu tư nha. Rẻ hơn ngoài thị trường lên đến khoảng tầm gần 1 triệu đồng. Đấy. Tiếp theo nữa thì dòng iPhone 6S Plus bản 64GB, 6S Plus bản 64 thì bên em sẽ về được 3 mã màu. Đó là bản màu Rosy Gold, màu vàng gold và màu xanh màu 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 màu, màu ray, màu xám đen. Đấy. Đây là 3 mã màu của 6S Plus nha mọi người nha. Bản 64GB, những con này là máy đẹp hết nha mọi người nha, vỏ đẹp luôn. Đấy. Màu hồng gold này, màu ray và màu vàng gold. Những con này thì bản 64GB thì bên em đang bán với mức giá của nó sẽ là 2 triệu 700 ngàn nha mọi người nha. Và với mức giá 2 triệu 7 mọi người sẽ được thay pin mới hoàn toàn 100% nha. Mình sẽ được thay pin mới hoàn toàn. Còn nếu mà mọi người muốn lấy những cái bản full box như thế này, tức là ở đây thì em sẽ tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho những bản full box. Tức là nó sẽ gồm có là sạc cáp nè, tai nghe, ốp lưng và cần lực quay chọc sim luôn. Đây, đầy đủ như thế này thì mọi người hỗ trợ giúp em là 150 ngàn nha. Đấy, thêm 150 ngàn tức là 2 triệu 850 ngàn là đầy đủ phụ kiện gồm có máy, hộp, sạc, cáp, tai nghe, ốp lưng cường lực nha. Còn nếu mà máy trần như thế này chỉ có mức giá là của nó sẽ là 2 triệu 7 thôi. Tất cả những bản này là mình thay pin mới 100% nha mọi người nha, lưu ý giúp em là thay pin mới 100% rồi. Rồi mình thay pin mà pin mới này thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 230 rồi mọi người. Cho nên là nó mức giá là 2 triệu 7. Chứ còn những bản mà không bao pin á thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi, không tới đâu mọi người, 2 triệu 400 mấy chục ngàn hoặc là 2 triệu rưỡi thôi. Đó là những bản mà không thay pin nha mọi người nha. Còn ở đây thì em đã thay pin bạch sẵn rồi. Máy bên em sẽ là máy quốc tế nha mọi người nha. Bản 64GB đây em đã thay pin sẵn 100% nha mọi người. Đấy. Bởi vì có nhiều khách hàng hỏi ở sao cái mức giá bên em nó sẽ chênh lệch với một số cửa hàng, ví dụ như là có cửa hàng người ta bán 2 triệu 6, 2 triệu rưỡi gì đó, nhưng mà bên đó là những cái bản, đó là những cái bản có trầy xước hoặc là không được thay pin mới nha. Lưu ý giúp em đây là hàng em thay pin mới 100% nha mọi người nha. Và máy đẹp ha, thay pin mới rồi. Full phụ kiện là 2 triệu 850 ngàn, còn nếu mà máy trần thì 2 triệu 7, giảm đi được 150 đấy mọi người. Tiếp theo thì là Samsung Note 8. Samsung Note 8 thì bên em đã về được đầy đủ bản màu luôn nha mọi người nha. Gồm có màu xanh nè, màu em sẽ cho xuống xíu ha. Màu xanh nè, màu vàng, màu tím và màu đen. Đấy. Samsung Note 8 thì bên em là hàng đã qua sử dụng với mức giá là chỉ có 3 triệu 6 thôi. Bản hàng được lên sẵn 2 SIM nha mọi người nha. Máy lên sẵn 2 SIM. RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64GB. Máy Hàn Quốc. Riêng đặc biệt là màn rinh sáng đẹp không lưu không ám nha. Lưu ý giúp em là màn không lưu ám nha mọi người nha. Chỉ với mức giá là 3 triệu 6 thôi. Mọi người lấy thêm đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, sạc nhanh và tai nghe AKG của nó thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá là 150 ngàn nha. Đây là Samsung Note 8 màn hình cong nha mọi người nha. Dòng này rất là sang trọng và đẹp nha. Quay phim chụp ảnh thì cực kỳ sắc nét rồi. Đây, camera sau nè. Và đây sẽ là camera trước nha mọi người nha. Nói chung là quay phim chụp ảnh dòng này thì khá là sắc nét. Dòng Note, dòng S thì quay phim khá là ok luôn. Nhưng mọi người thấy là em vẫn đang quay phim bằng một con Samsung. Đấy. Quay phim cực kỳ nhát, âm thanh thì chất luôn. Nhưng mà dòng này thì nó có trầy xước, tại vì nó đã là hàng đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà bên em sẽ tặng kèm đó là ốp lưng nè và cường lực và sạc nhanh và tai nghe thì mọi người bỏ vào thì sẽ sử dụng là thoải mái luôn. Những điểm trầy xước thì mình sẽ không còn thấy khi mình bỏ ốp lưng vào nữa nha. Đấy. Với mức giá là 3 triệu 6, mọi người lấy thêm đầy đủ phụ kiện thì là hỗ trợ giúp em là 150 ngàn nha. Và những cái dòng như là 6 Plus thì bên em cũng có nha mọi người nha. 6 Plus thì bên em nó sẽ là bản 16GB, nó vẫn là hàng đẹp luôn nhưng mà đó là hàng đẹp lên vỏ nha, tức là mình thay vỏ mới. Thì nó chỉ với mức giá là 1 triệu 9 thôi, nó là 6 Plus bản 16GB, vẫn là máy quốc tế nha. Lưu ý giúp em là iPhone bên em sẽ không dính bất kỳ tài khoản nào cả nha. Và sẽ là máy quốc tế bao reset luôn. 6G 16GB thì với mức giá của nó sẽ là 1 triệu 350 ngàn, máy rinh đẹp luôn nha mọi người nha. Đấy, pin thay rồi, những dòng này thì pin bắt buộc phải thay rồi mọi người. 6G thì đến nay thì cũng hơi lâu cho nên là pin bắt buộc phải thay rồi.
đấy, nhưng mà vỏ đẹp luôn, vỏ đẹp trùng email hết nha mọi người nha. 6G thì 1.350.000, nếu mà mọi người lấy đầy đủ phụ kiện thì hỗ trợ giúp em là 150 nha. Tiếp theo là S10 5G. S10 5G thì ở đây em sẽ có được 3 bản màu, đó là bản màu vàng cát, màu đa sắc và màu xanh đen, với mức giá là 5 triệu 7 nha. S10 5G màn hình cong nha mọi người nha. Đấy. S10 5G thì bên em thì tình trạng thì em sẽ đánh đồng cho mọi người khoảng tầm 97-98% độ đẹp nha. Với mức giá 5 triệu 7 là full phụ kiện rồi nha. Mọi người không lấy phụ kiện thì sẽ được trừ ra 150 ngàn, thì nó sẽ còn chỉ có mình là 5 triệu 550 ngàn thôi. Đấy, rất là rẻ nha mọi người nha. Một cây Note 10 5G. Đây, Note 10 5G em còn được đúng một máy em thu của khách nha mọi người nha. Một máy. Cây thì tình trạng nó có nhăm nhăm xí thôi mọi người. Nói chung là rất là nhỏ, nhưng mà tình trạng thì em sánh đồng cho mọi người là vẫn còn khá là đẹp. Con này thì đẹp có thể là lên đến khoảng tầm 98, hơn 98 nha mọi người nha. Hơn 98%. RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 256GB, tức là RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB nha mọi người nha. Đấy. Con này thì bên em đang bán với mức giá là 5 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Cây này em thu hồi của khách. Đấy. Tình trạng là nó không được đẹp 99 thôi, nhưng mà nói chung là em đánh đồng cho mọi người khoảng tầm 98% đấy. Cỡ này là rất là đẹp rồi nha. Nếu mà những khách hàng mà không khó tính thì có thể yêu cầu nó là được 99 luôn nha. Thì nó chỉ có một máy duy nhất thôi, em bán với giá là 5 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Chỉ có một cây duy nhất thôi. Và tiếp theo nữa là Samsung S9. S9 ở đây em cũng còn một máy nha mọi người nha. Đây, một cây máy em thu của khách nha. Cây này thì máy là em sẽ bao cho mọi người là men rin, vỏ rin, màn rin luôn. Máy rin đẹp hết. Thì cây này em bán với mức giá của nó sẽ là 3 triệu mốt. Tặng kèm cho mọi người đó là sạc nhanh và tai nghe. Đấy, sạc nhanh và tai nghe nha mọi người nha. Samsung S9, RAM 4 và bộ nhớ 64, vẫn là màn hình cong nha. Với mức giá là 3 triệu mốt thôi. Rồi, đó là những cái mặt hàng mà em muốn lên giới thiệu cho mọi người trong ngày hôm nay. Vào ngày mai em sẽ về được một cái lô Oppo nha mọi người nha. Thì Oppo nó sẽ gồm có là Oppo A54 và Oppo F9. Đợt tới nữa nó sẽ có Oppo F7 nha. Mọi người mua hàng cứ chủ động gọi trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Tin nhắn bên Zalo và Facebook á, tại vì trong cái thời gian làm việc thì tin nhắn em khá là nhiều ở bên Zalo và Facebook, em có thể là không trả lời kịp được, thì rất mong quý khách hàng có thể là gọi trực tiếp số điện thoại giúp em nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành thời gian trưa hôm nay để xem những video mới cũng như là những chương trình giới thiệu hàng hóa bên em nha.